Xin chào quý phụ huynh, hôm nay cô Diệp Nhung sẽ chia sẻ với mình topic cùng con nói tiếng Anh ở nhà với một số mẫu câu cầu khiến đề nghị nhé. Tidy up your room. Tidy up your room. Dọn phòng của con đi nhé. Time to get up. Time to get up. Đến giờ dậy rồi con. Put on your shoes. Put on your shoes. Đi giày vào nào con. Put on your clothes. Put on your clothes. Mặc quần áo vào nào con. Eat slowly. Eat slowly. Ăn từ từ thôi con. Let's play together. Let's play together. Cùng chơi nào con. Let's clean up. Let's clean up. Cùng dọn dẹp nào con. Let's go for a walk. Let's go for a walk. Cùng đi dạo nhé. Let's read a book. Let's read a book. Cùng đọc sách nào. Don't do that. Don't do that. Đừng làm thế nhé. Don't touch it. Don't touch it. Đừng chạm vào đó con nhé. Don't say that. Don't say that. Đừng nói thế nhé. Do like this. Do like this. Làm như thế này này con. Stay still. Stay still. Ở yên nào con.